Hôm nay sư cũng chia sẻ cho mọi người một cái chiều rất là nóng. Sư ngồi trong máy điều hòa, sư chia sẻ cho tất cả mọi người trên cộng đồng biết được cái xu thế hiện nay ở cái thời mạt pháp này. Các sư cũng nhiều khi thì cũng rất là khổ, cũng rất là vất vả. Rồi lại một vị sư ở trên Bắc Ninh nữa, sư chia sẻ cho mọi người cũng tới nhận một cái ngôi chùa, rồi cũng phải nói là do chính quyền người ta thí là thầy ơi, thầy cứ xây dựng kiến thiết, thầy phát tâm xây dựng, rồi là các Phật tử cũng như là mọi người không bỏ thầy đâu. Thầy đó cũng đầu tư về hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ cũng 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 vay chứ cũng không phải là có. Đấy. Rồi cuối cùng khi làm xong rồi là người ta cũng quay ngoắt, người ta cũng sinh sự. Đấy. Người ta cũng sinh sự rồi người ta cũng lăng mạ. Sư nói là người ta rất là sử dụng cái từ là người ta lòng người dạ thú đấy, người ta cũng lôi kéo bè đảng, có khi còn thu hết quần áo của thầy vất ra, các đồ nghề của thầy vất ra, người ta còn hất phân vào, hất nước tiểu vào cơ đấy. Rồi cuối cùng rồi rõ ràng là mình bỏ tiền vào mình xây dựng mà nợ ở như mình, chứ đâu có phải là chùa nợ đâu. Cuối cùng người ta làm như thế thì mọi người phải biết được là phải bỏ đi, phải lui về cái chùa chùa cũ của mình, lui về cái chùa cũ của mình rồi rồi lại phải kiếm tiền để mà trả nợ, rồi cũng phải xin đất cát ở nhà mình, tức là tài sản của bố mẹ mình, xin một suất đất để bán đi, gọi là để trả cho nó đỡ cái nợ đi, người ta đỡ đòi, nhưng mà cũng chưa ăn thua gì, chưa đủ được. Đấy. Do đó là mọi người thấy được thì cái vị sư này thì cũng rất là khổ chia sẻ, nhưng mà không bao giờ biết lên Facebook nói như thế này, mà thực ra cũng không dám nói, không biết nên Facebook nói cũng như là không dám nói. Thì có tâm sự với sư thì sư bảo thôi để lúc nào thì con sẽ chia sẻ giúp, con chia sẻ giúp, nhưng mà con cũng không nói tên, con không nói tên. Thì nói chung là giống như cái điều kiện hoàn cảnh của con đấy, ngày xưa ở cái chùa La Uyên xã Minh Quang, giống như cái điều kiện hoàn cảnh của con, nhưng mà họ cũng lừa đúng như thế, họ cũng lừa đúng như thế, nhưng mà con thì lại lúc đó là cái tiền của con tiết kiệm được đó, con đem vào con xuất tiền vào con làm cũng tới gần 1 tỷ, nhưng mà con vay mượn ít thôi, vay mượn chỉ 100 triệu hoặc là hơn 100 triệu gì đó thôi, chứ con không vay nhiều, hầu như là tiền của con đấy. Khi xong một cái là họ cũng làm xong một cái họ quay ngoắt đó, họ quay ngoắt luôn, quay ngoắt gọi là dùng từ là 360 độ đấy. Tức là người ta không 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 đuổi mình đấy, chính quyền người ta không đuổi mình, nhưng mà người ta nói khéo là thôi thầy thông cảm, bởi vì là công của thầy mọi người biết, mọi người ghi nhận, nhưng bây giờ ở trên là nói là đây không công nhận cho là một ngôi chùa, đây chỉ là một cái khu vực của đình làng, không công nhận là một ngôi chùa, thì thầy thông cảm đấy. Thì người ta tức là người ta cũng gần như là người ta đuổi khéo mình đấy, người ta đuổi khéo mình. Thì do đó là không những chính quyền họ như thế, rồi còn đâu là tất cả những cái người thầy cúng mà sư đã từng chia sẻ cho mọi người. Sư đã từng chia sẻ là 18 nhà sư qua đều bỏ chạy hết đó.
bỏ chạy hết. Trong đó có ông quẻ, trong đó có cả ông quẻ. Đấy. Do đó đến sư là người thứ 19 thì ai cũng tin là chắc chắn, chắc chắn. Thì đầu tiên ấy thì là sư ra sư xây dựng kiến thiết như vậy thì tất cả mọi người nói là thầy ơi, thầy không sợ người ta lừa thầy à? Đấy, thầy không sợ người ta lừa thầy, người ta lừa thầy thì thầy khổ thì chết. Thầy không bao giờ dám nghĩ cái chuyện này. Thầy nghĩ là ở ngoài đời người ta nói là gái có công thì chồng chẳng phụ. Tự nhiên mình đem tiền của ra mình làm cho dân. Rồi là lễ bái rồi mình không có đòi hỏi một cái gì cả. 200 cũng được, 300 cũng được. Đấy. Sư chia sẻ cho tất cả mọi người là làm gì có thầy chùa nào mà đi niệm đám ma cái thời buổi này mà đi ô tô ra mà cũng 200, 300 ngàn. Đấy. Rồi may ra có nhà thì được 500. Đấy. Làm gì có thầy chùa nào mà sẵn lòng như vậy. Thì sư nghĩ là gái có công thì chồng chẳng phụ. Rồi sau này là nghĩ là cái nấm xương của mình là gửi ở cái nơi đây, cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà cuối cùng nó không phải là như vậy, nó không phải là như vậy. Nhưng mà thôi thì không phải là sư nói lại là một cái sự tiếc nuối gì, nhưng mà để các vị sư khác nếu mà xem được thì thức tỉnh được, cũng như là các Phật tử ở muôn nơi mà muốn bảo vệ cho các vị sư thì các Phật tử biết được cái cách đấy. Không cái gì bằng dân và các Phật tử. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người có buổi chiều thật là mát mẻ mọi người nha.